Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh Móc Đen của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bông hồng ghép cánh mà size nhỏ vô cùng dễ thương và xinh xắn như thế này đây. Chúng ta có thể là để vô một cái túi kính đựng một bông như thế này để làm quà tặng hoặc là kinh doanh thêm ha, rất là xinh xắn luôn nè các bạn. Ở đây là mình sẽ phối ba màu, còn bên đây thì mình làm một màu thôi nè. Mình sẽ đưa vô cái cúc hoa cho nó hoành tráng hơn và trang trí thêm một cái số phụ kiện nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa hồng này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu hoa hồng này thì các bạn sử dụng len sợi tùy thích, sử dụng loại xe 5 sợi cũng được mà xe 4 sợi cũng được ha. Cái này là mình sử dụng loại xe 5 sợi nè các bạn, Mikoton cùng 125g á. Còn cái thứ hai mình móc sẽ là mil 50g ha, và được xe từ 4 sợi như thế này. Và những màu mình phối là màu hồng guốc nè, màu hồng nhạt và màu hồng đậm ha, màu lá là màu xanh. Các bạn có thể là tham khảo chuẩn bị cho mình một cái cành kẽm thân ha, và kẽm lá. Lá thì mình sử dụng hai lá, một bông này thì mình sử dụng là một cành kẽm này ha. Keo nến nè, kim khâu len, kéo cắt len và kim móc sử dụng là 2.0mm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ móc cánh nhỏ trước ha, là ở trong cái lõi này nè các bạn, mình sẽ móc là ba cái cánh nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 10 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó là chúng ta sẽ kéo cho cái cọng này nó khít lại. Và bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh cái form lại ha, kéo thêm một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi nữa kép cùng một chân. 1 2. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là 2 mũi nữa kép ha. Các bạn móc đến cuối hen luôn. Chúng ta sẽ có 20 mũi nữa kép ở hàng móc thứ hai này. Mình đã móc tới cuối hen rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào 6 chân móc đầu tiên, mỗi chân chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 8 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi nửa kép. 1 2 3 và các bạn móc tới cái chân thứ 8 ha. Mình đã hoàn thành 8 chân móc với mỗi chân là 2 mũi nửa kép rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta còn 6 chân móc cuối cùng, mỗi chân chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn nha. Các bạn móc tới cuối hen luôn. Mình đã móc tới cuối hen rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len. Các bạn sẽ làm cho mình ba cái phần cánh như thế này ha. Móc xong thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần ở bên trong luôn. Rồi ở đây chúng ta mình đã móc xong ba cánh này nè, mình sẽ để riêng ra ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái lớp thứ hai là ba cái cánh vừa. Rồi ở ba cái cánh của cái lớp vừa này nè, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ
một và hạng mốc thứ hai giống như là cái cánh nhỏ này ha. Nè, 10 kìa, 10 mũi kép ở hàng đầu tiên, rồi hàng thứ hai là mỗi chân là 2 mũi nửa kép cùng một chân nha. Rồi sau khi mà các bạn móc xong thì chúng ta sẽ thực hiện hàng mốc thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này đến cuối hàng luôn ha. Một đơn rồi tới 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Mình đã móc xong cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi và kết hàng ha. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Hai chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba kéo len. Đâm kim vào chân móc thứ tư kéo len. Chúng ta có 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi, 4 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 14 chân móc tiếp theo ha. Mỗi chân chúng ta sẽ móc như sau. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi móc đơn và lên 2 mũi móc xích. Cứ mỗi chân móc chúng ta sẽ móc như thế này luôn nha. 14 chân móc. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là một đơn và 2 mũi móc xích. Chân tiếp theo, chân thứ hai nè, một đơn, 2 xích. Chân thứ ba, một đơn, 2 xích. Chân thứ tư, một đơn, 2 xích. Các bạn lặp lại như thế đến chân thứ 14 luôn ha. Mình đã móc xong 14 chân móc rồi nè các bạn. Bây giờ còn lại 8 chân móc. Các bạn sẽ móc 4 cái chân móc tiếp theo á, mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4. Chân thứ 5 và chân thứ 6 này nè, chúng ta sẽ móc mũi giảm. Rồi, còn hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Như thế là mình đã kết thúc cái phần cánh vừa đó các bạn. Chúng ta sẽ chụp mũi và kết hàng nha. Móc lên một mũi móc xích là các bạn cũng sẽ cắt len. Làm cho mình tổng cộng là ba cái cánh như thế này nha. Rồi, bây giờ tới cái năm cái cánh bên ngoài cùng. Các bạn cũng sẽ móc cho mình hàng thứ nhất và hàng thứ hai giống như là hai cái lớp cánh ở đây nha. Rồi bây giờ ở hàng thứ ba chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi nửa kép. Chân thứ hai các bạn sẽ móc là 2 mũi nửa kép cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này đến cuối hàng luôn ha. Một nửa kép rồi tới 2 nửa kép cùng một chân. 1 2. Rồi các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi và kết hàng. Móc hàng móc thứ tư với một mũi móc xích. Hai chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. 4 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4. 6 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc như sau. Chúng ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên. Một mũi móc đơn lên 2 mũi móc xích. Chân thứ hai, một mũi móc đơn lên 2 mũi móc xích. Chân thứ ba, một mũi móc đơn lên 2 mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 3 chân nữa ha. Một đơn, 2 xích. 4 5 6. Rồi cái chân móc kế bên nè các bạn, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cái cụm như sau. Một mũi móc đơn lên 3 mũi móc xích và móc vào cùng chân móc đó thêm một mũi móc đơn nữa. 6 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc giống như bên đây, mỗi chân là một đơn và 2 xích. Chân móc đầu tiên, một đơn, 2 mũi móc xích. Chân thứ hai, một đơn, 2 xích. Chân thứ ba,
Chân thứ tư. Chân thứ năm. Chân thứ sáu. Bốn chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn. Hai chân móc bên cạnh các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Hai chân móc cuối cùng, mỗi chân là một mũi móc đơn. Cuối hàng chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên kết hàng. Móc lên một mũi móc xích và cắt len. Các bạn làm cho mình tổng cộng là 5 cái lớp cánh như thế này ha. Chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ cắt cái cọng len ở phía chính giữa luôn. Rồi, mình đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu xanh ra. Chúng ta sẽ làm cái đài hoa cũng như là lá luôn nha. Vì cái hoa này nè, nó màu nó mình phối nó hơi tây tây xíu á, cho nên là mình chọn cái màu xanh này ha. Còn nếu mà các bạn làm màu đỏ truyền thống này nè, các bạn sẽ chọn màu đậm như thế này đi cho nó đẹp hơn ha. Nếu mà màu nhạt á, thì màu này cũng được, đừng có nhạt quá nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đài hoa, tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại và chụp mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn. 5 chân còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn luôn nha. Các bạn móc tới cuối hàng. Và các bạn sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ hai, móc lên hàng móc thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Một đơn rồi tới hai đơn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 18 nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Đâm kim vào từng chân móc, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc 18 mũi móc đơn cho hàng móc thứ tư này nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái cánh màu xanh như thế này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên 9 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi trượt ở đây. Các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1, 2, đâm kim vào cái chân móc thứ hai này, chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Chân móc bên cạnh này chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép. Hai chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. Chân móc cuối cùng các bạn sẽ thực hiện một mũi kép đôi. Quấn len hai vòng lên kim. Đâm kim vào chân móc cuối này, các bạn kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè, cái chân móc đầu tiên này luôn ha, 1, 2, 3, và các bạn sẽ chụp mũi vào cái chân thứ ba này. Sau đó là lên một mũi, 9 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và bây giờ các bạn lại thực hiện 2 mũi trượt. Một mũi móc đơn. Hai mũi nửa kép. Hai mũi móc kép. Một mũi kép đôi. Và bây giờ các bạn lại đếm cho mình nè. 1, 2. Ở cái chân móc ở cái cánh thứ hai trở đi á các bạn, thì các bạn sẽ đếm cho mình ở cái chân móc kế bên ha. 1, 2, 3. Rồi các bạn sẽ chụp mũi cho mình. Rồi bây giờ
Các bạn sẽ làm tương tự cái từ cái cánh thứ hai ha, rồi chụp mũi như thế cho mình tới móc như vậy cho tới cuối hàng luôn nha. Cứ lên 9 mũi móc xích rồi chúng ta sẽ móc những cái mũi ở phía bên trong này. Rồi các bạn lại đếm là 1, 2, 3 rồi chụp mũi thôi. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi luôn ha. Rồi móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Rồi chúng ta cũng sẽ giấu cái phần len thường này đi. Lúc đầu các bạn mình đếm cái 1, 2, 3. Đếm ở cái giống cái chân thứ hai cũng được nữa ha. Tại nhiều khi nãy mình đếm nó, nếu mà mình kết hàng ở chỗ cái ngay chân cái chân đầu tiên luôn á thì nó sẽ đẹp hơn. Cho nên là các bạn nếu mà móc cái hoa thứ hai hoặc là hoa thứ ba gì đó thì chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3 như là cái cánh thứ hai. Rồi chúng ta móc tới cuối hàng luôn à. Rồi kết hàng luôn ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ được 6 cái cánh như thế này nha. Nếu mà mình kết hàng vô chỗ này nè thì nó sẽ dày hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ở đây đi. Các bạn sẽ lấy cái phần kẽm lá ra để chúng ta móc cái phần lá ha. Chúng ta sẽ làm hai lá. Chừa ra cho mình một cái đoạn len ngắn ngắn như thế này ha và tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 13 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ 12 á. Đồng thời đâm kim qua cái phần kẽm này luôn ha. Kéo len qua, chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh này chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. Bốn chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đôi. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình hai chân móc kế bên, mỗi chân là một mũi móc kép ha. Còn hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc vào chân kế cuối một mũi nửa kép. Chân móc cuối này chúng ta sẽ móc là 3 mũi móc đơn nha. Các bạn sẽ móc mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó là chúng ta sẽ ốm cái phần kẽm này nè. Vào. Rồi, đưa cái phần len á xuống phía dưới. Đưa cái phần kim móc này lên phía trên. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối đó đó. Chúng ta sẽ thực hiện thêm 2 mũi móc đơn nữa nha. Một, hai. Rồi như vậy là cái chân cuối chúng ta đủ 3 mũi móc đơn rồi. Ở cái chân bên cạnh này chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Tới 2 mũi móc kép ở hai chân móc tiếp theo. Các bạn sẽ móc cho mình 4 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đôi nha. Móc xong 4 mũi kép đôi rồi thì chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép ở hai chân móc tiếp theo. Chân kế cuối một mũi nửa kép. Chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn nha. Và chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai nha. Móc lên một mũi móc xích. Hai chân móc đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn. Những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân như sau: một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích,
Và các bạn sẽ móc những cái chân móc tiếp theo y hệt như chân móc này, một đơn và hai xích ha. Một đơn, hai xích. Một đơn, hai xích. Các bạn sẽ móc tương tự như mình hướng dẫn tới cuối hàng luôn. Tới cuối hàng các bạn sẽ chừa lại hai chân móc cho mình nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, còn hai chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Và các bạn sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên. Cắt len. Móc cho mình thêm một cái lá tương tự như thế này nữa ha. Và bây giờ các bạn sẽ kéo cái cọng này xuống. Và chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới này. Các bạn sẽ giấu cái cọng len thừa này ha. Còn bao nhiêu thì chúng ta sẽ cắt bỏ luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh lại cái form. Và các bạn sẽ quấn cái phần lá này nè. Rồi tới đây được rồi nè các bạn. Chấm cho mình một ít keo ở chỗ này đi. Rồi chúng ta sẽ ốm nó như thế này rồi cắt bỏ cái phần len thừa luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra. Chúng ta sẽ quấn cái phần ở trên đầu một xíu nha. Chúng ta sẽ làm một đoạn đi. Rồi các bạn sẽ chấm keo cho mình. Và một ít keo như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Một lát nữa rồi chúng ta sẽ nối lại sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gáp luôn nè. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái lớp màu hồng này. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần keo nến á. Chúng ta sẽ làm một cái đường như thế này ha. Rồi sau đó sẽ ốm vào đây trước. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm hai mép nè. Rồi chúng ta sẽ ốm nó lại. Rồi bây giờ tiếp tục tới cái cánh thứ hai, chúng ta sẽ bán keo ở phía dưới này ha. Ở chỗ mà chúng ta cắt len á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó vô như thế này ha. Rồi các bạn sẽ giữ một xíu. Rồi tới cái cánh này chúng ta cũng sẽ bán keo. Rồi chúng ta sẽ ốm cho le với hai cái cánh mà chúng ta vừa làm xong ha. Rồi giữ cho mình một xíu. Rồi tới cái lớp thứ hai này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bán keo ở chỗ phía bên này ha. Một bên thôi. Rồi chúng ta sẽ ốm nó. Chúng ta sẽ chừa lại một bên để mà chúng ta sẽ đưa cái phần cánh thứ hai này nè vô nha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ bán keo ở phía bên trong này đi cho làm cái cánh thứ hai nha. Rồi các bạn sẽ ốm vào. Rồi ở đây các bạn cũng sẽ bán keo cho mình để ốm cái phần cái cánh thứ ba của cái lớp thứ hai vào luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó lại một cái đi. Rồi chúng ta sẽ coi lại coi chỗ nào nó thiếu á, thì chúng ta sẽ bắn keo thêm nha. Rồi bây giờ cái cánh này các bạn sẽ để nó đi. Chúng ta sẽ bán keo một ít ở đây nè. Rồi chúng ta sẽ ốm cái này vô nha. Cho nó cố định lại luôn.
Rồi cái thứ ba này nè, chúng ta cũng sẽ cố định lại luôn. Rồi bây giờ tới cái lớp ngoài cùng. Rồi các bạn sẽ lấy keo cho mình, cũng làm một cái phía bên đây ha. Và chúng ta sẽ làm sau le nè các bạn. Chúng ta sẽ ốm vào ở chính giữa. Chính giữa hai này nè. Rồi sau đó là chúng ta cứ làm sau le cho tới hết luôn ha. Rồi ái keo một ít cho mình ở chỗ cái điểm phía trong này nha. Bạn chúng ta đưa cái cánh nó vào. Rồi ốm lại. Những cái kia các bạn cũng sẽ làm tương tự luôn ha, như là cái lớp thứ hai vậy đó. Xong rồi các bạn sẽ bán keo ở trong này. Rồi làm cái cánh thứ ba. Rồi các bạn sẽ làm hai cánh còn lại luôn nha. Rồi mình đã làm tới cái cánh cuối rồi nè. Chúng ta sẽ bán keo ở cái cánh thứ ba này luôn đi. Rồi cái cánh thứ hai này chúng ta cũng sẽ ốm vô luôn nè. Rồi ở cái cánh cuối cùng á, các bạn sẽ bán keo cho mình. Rồi chúng ta sẽ ốm vô đây luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta hoàn thành. Rồi các bạn kiểm tra lại coi cái chỗ nào chúng ta cần ốm cho nó chắc chắn á, thì các bạn sẽ bắn keo luôn ha. Rồi chúng ta sẽ làm cho nó chắc chắn luôn để chúng ta làm cái đài hoa vô cho nó đẹp nha. Ở đây nè, các bạn sẽ làm cho nó chắc chắn luôn đi. Dán lại hết luôn ha. Rồi chúng ta sẽ sắp xếp cái ở trên này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt đi cái phần len thừa này. Để chúng ta lấy cái đài hoa vô luôn ha. Rồi các bạn sẽ đưa cái phần đài này nè, vô. Rồi. Rồi chúng ta sẽ ốm nó lên như thế này ha. Dán nó lên đây. Và chúng ta sẽ định hình cái form lại à. Và bây giờ các bạn sẽ bắn keo cho mình ở chỗ cái điểm này đi ha. Để mình dán cái phần đài hoa đó. Vô. Rồi. Bây giờ ở cái phần cánh nè. Các bạn sẽ bắn keo cho mình từ cái điểm này tới cái điểm gần cuối ha. Rồi chúng ta sẽ ốm nó lên. Ở bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự, chúng ta sẽ ốm lên hết luôn ha. Và sau khi mà chúng ta làm xong á, thì các bạn sẽ quấn cái phần len này vào nha. Xuống một xíu nữa cái chúng ta sẽ làm cái phần lá luôn. Rồi chúng ta sẽ đưa cái lá thứ nhất nè vào. Xuống một xíu cái chúng ta sẽ đưa cái lá thứ hai vào. Và các bạn sẽ quấn tới cuối luôn nha. Đến cuối nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để keo một ít vô đây ha.
và chúng ta sẽ chốt lên lại. Và các bạn sẽ cắt bỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại cái thành quả nè các bạn. Đó, nếu mà chúng ta làm cái phần cái cốt hoa hoành tráng như thế này nè, chúng ta cứ cắm vào thôi, rồi trang trí thêm vài cái như thế này nữa là chúng ta đem tặng hoặc là đem bán gì đó. Rồi nếu mà chúng ta muốn đơn giản hơn nữa thì chúng ta cứ bỏ nó vô ở phía đây. Thì khi mà bỏ vô các bạn sẽ ốm ốm cái phần lá lại, rồi chúng ta sẽ bỏ vô cái phần chứa một bông này nè để tặng nha, tặng hoặc là kinh doanh gì hết sức là ổn ép luôn á các bạn. Trời ơi nè, các bạn thấy là nó rất là sang luôn ha. Đó, ở dưới đây mình cột thêm một cái nơ nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa hồng này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu hoa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.